Rồi chào anh em nhé, lại, mình cũng ngon nam miền và năm mới thì mình xin gửi lời chúc đến toàn thể anh em đam mê có một năm mới an khang thịnh vượng thật nhiều sức khỏe để có thể đoạt đuổi được những cái đam mê mì của mình nhé. Và hôm nay mình quay trở lại để giới thiệu anh em những cái dòng kẹo bên mình đang bán và chương trình lì xì đầu năm là anh em mua một cân mình sẽ lì xì cho anh em thêm hai lặng để sử dụng anh em nhé. Thì mình chỉ áp dụng khoảng 3 ngày tết đến khoảng ngày mùng 6 là mình thôi không tặng quà lì xì nữa anh em nhé nên là anh em nào nhanh tay thì mình sẽ lì xì cho anh em Đấy, qua ngày mùng 6 chắc là mình sẽ hết chương trình lì xì và trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì mình xin phép anh em những anh em nào đang theo dõi được video của mình thì cho mình xin một lượt like lên video và anh em đăng ký kênh bật chuông thông báo lên để mình em được tương tác với anh em nhé mình xin chân thành cảm ơn anh em còn những em nào đã sử dụng qua hàng nhà mình thì anh em uh, có thể cho mình xin một bình luận hàng ok anh em bình luận ok còn hàng chưa được tốt thì anh em bình luận góp ý để mình có thể cải thiện phục vụ cho anh em tốt hơn Đấy. còn cách thức mua hàng bên mình là anh em đặt hàng mình sẽ ship siêu đi cho anh em anh em nhận hàng thanh toán tiền anh em lưu ý hàng nhà mình là không đồng kiểm nha anh em nào tin tưởng thì mua hàng anh em không tin tưởng thì anh em qua shop khác để tránh mất thời gian của đối bên Đấy. và hôm nay đầu tiên mình sẽ giới thiệu anh em cái mẫu đặc ăn mập mẫu nấm nùn zipi nhá nhà mình có đầy đủ kích thước từ 4.5 đến 6.40 đầy đủ luôn đó. Mẫu đằng ăn mập này đặc điểm của nó là rất dễ chơi không ghen cành Cành cũng sử dụng ngon luôn Đó. đó tất cả đều là về hai tầng nhá Hàng nhập đóng máy chỉ mềm Anh em yên tâm nhá Còn đây là 5 chấm 5 chấm thì nhà mình có từ 5.50 đến 5.56 Anh em chơi lâu ngày cành nó mòn thì anh em tăng size lên Cho nó phù hợp với kích thước cành anh em nhé đó. Hàng nhà mình thì bao đều bao chuẩn luôn Mẫu này mình bao chuẩn cho anh em là 130m nhá Bao lắp xe là 90m Đó. Đây là 552 này đó. Nhìn viên kẹo rất là sắc xảo khuôn mắt anh em nhé. Đó. mẫu này mình đang bán là 450 nhé. Khi anh em mua một cân thì mình sẽ lì xì cho anh em thêm hai nạn để sử dụng. Đó. Còn đây là 6 chấm. 6 chấm thì nhà mình có 635 và 640. Cái dòng 6 chấm này thì khu vực anh em nào mà nhiều mùi lớn thì chơi rất là phê này. Đó. Về hai tàu. Hàng à, nhà mình cho bao đều luôn. Anh em chơi 635 mà lỏng thì anh em lên 640. Đó. còn à, tiếp theo đây là cái mẫu Monter nhá mẫu Monter này thì mới ra thị trường nhưng mà nó đang làm mưa làm gió luôn mẫu này có độ vươn cực kỳ tốt nhá Đó. mẫu này chơi cũng không nên cành luôn đây là mẫu 4.5 này bốn 4.5 này thì sử dụng cho cả tiệp và sáp nhá khi em chơi mẫu Monter này cho tiệp và sáp ấy, thì chơi nó hiệu quả hơn cái mẫu rỗng ngày xưa của anh em chơi rất là nhiều uy lực của nó cũng sẽ mạnh hơn anh em nhé mình đang bán là bốn trăm rưỡi một cân bao ship đấy còn đây là 5 chấm Đó. cũng là về hai tầng anh em nhé mẫu này để chơi không ghen cành luôn độ vươn cực kỳ tốt và nó có độ nứt gió cực kỳ sướng luôn cực kỳ phê đấy. gió rất là tốt Đó. còn đây là 6 chấm đấy. Đó. Đó còn đây là cái mẫu kẹo dài nhá mẫu kẹo dài này có độ vươn cực kỳ tốt nhưng nó sẽ hơi kén cành Đấy, cành em nào mà phù hợp với mẫu kẹo này thì chơi cực kỳ phê luôn đó độ vươn cực kỳ tốt rất trộm cự xa nhá nhà mình có 4.5 và 5.5 6 chấm thì nhà mình chưa có đó, đây là 5 chấm này đó, cũng về hai tầng anh em nhá mẫu kẹo dài này thì nó sẽ lặng hơn là cái mẫu ngắn đó nó sẽ chịu được áp cao hơn nên là độ vươn nó sẽ tốt hơn anh em nhé còn đây là mẫu xuyên phá zb mẫu xuyên phá zb này thì nhà mình có 5 chấm và 6 chấm mẫu này thì rất phù hợp cho anh em nào mà đi rừng anh em đi rừng anh em bèm thú anh em có thể chọn mẫu lẻ bèm một phát nó cũng luôn anh em nhé còn bây giờ anh em đặt hàng thì đến mùng 5 mình sẽ gửi hàng cho anh em nhé anh em nhanh tay để nhận được cái lì xì đầu năm là hai nặng khi anh em một cân đó, còn đây là mẫu xà lung Xà lung này chỉ mình chỉ có 5.5 và 5.2 anh em nhé Mẫu này thì Có độ chuẩn cực kỳ cao Đó, Mình bao chuẩn cho anh em là 150 mét luôn Đó Mẫu này hơi kén người chơi bởi vì là anh em cứ no chơi mẫu này là nó sẽ hại cành Đó, Mẫu này thì thích hợp cho những anh em nào mà có cành khương bằng Và van lỗ xả lớn anh em nhé Để nó có thể đẩy viên kẹo này mạnh nhất có thể Đó, Kẹo xà lung này thì Nó là dạng xuyên phá rất là nặng Đó, Nó nặng 26 gram đó. Anh em chơi mẫu này thì cứ đẩy áp cao lên. Đó. Mẫu này mình đang bán là 500 nghìn nhé. Anh em mua hàng thì cứ liên hệ với hai đầu số trên clip nhé. Xin chào anh em.